vợ chồng em nha. Ê mọi người, anh chụp hình cho mình, chụp nghe cái cơ em bạn em thấy nha. Rồi. Màn trời ít bốc phét, mà đến góc cạnh không góc chết. Lướt ngang qua các em lại khóc thét, bọn anh toàn giờ có mấy thằng khác chỉ vang thôi. Hỏi em thích ăn gì, em trả lời chứ không là ăn chơi. Bước vô club tự tìm cả đội em là đi vào. Dính ngay tới sau chiếc khẩu mà anh chẳng biết là khi nào. Ê tiếng lưu bu vậy cái gì mẹ chị chưa chết kìa. Chết mẹ hả mẹ chị chưa có chết. Bà kiếm bà không biết mẹ tao nói làm chết mẹ đây này, bà kiếm tao nữa. Trời ơi trời ơi, gì vậy vậy bà. Ôi cái gì vậy? Hả? Cường lưu ra câu cá. Ôi chị sao? Trời đất, Khánh Đằng đi đụng anh đâu vậy? Đi ăn bánh xèo chứ đâu má. Trời ơi, nói nào ngay. Đang nói bụng gần chết luôn má. Cái tính mặt, cái đầm xương xương đi ăn hủ tiếu mà gặp chị đây trời. Đi thôi vô ăn chung cho nó vui. Trời ơi mẹ ơi là mẹ. Con kêu nãy là mẹ ở nhà đi, mẹ đi theo là già cả rồi, đi theo đó đi không nổi, mà đi theo là cái gì không biết nữa. Tôi đi đâu gì mà chị giữ thằng ôm không biết nữa. Tôi kể cho mẹ nghe. Tôi gắn cái gì đâu vậy? Còn bà già má ăn bẩn cái gì trời? Em nói thấy bình thường mà. Ông chứ qua nhà gái cho nổi mặt mà chứ đẹp mà nói cho tôi trẻ chung cái xíu đi trời. Mình già mình bẩn thương chứ. Nó như già già chứ là thế mà chẳng gì. Em con xin, em con nghĩ cái gì đâu vậy? Anh bị cái gì trong mắt. Cái này mình cứ cái phim là mới cứ cho là diễn là sai sai. Chứ nó đúng thì chắc là đúng bên đầu hay sao á. Trên mặt mình sang sang cái tâm lý chứ sang gì. Đi đi.